Theo một thống kê do Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam đưa ra năm 2017, cho thấy chỉ riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình một ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi ni lông. Hà Nội thải ra từ 4.000 đến 5.000 tấn rác, trong đó rác thải ni lông chiếm đến 7-8%. Các nhà khoa học gọi hệ quả của lượng túi ni lông thải ra môi trường là ô nhiễm trắng. Tiến sĩ Hồ Sơn Lâm, Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng khẳng định sự độc hại của túi ni lông đối với môi trường không phải là một ngày một bữa, mà nó là một quá trình có thời gian tính từ trăm đến nghìn năm. Chủ yếu là các cái túi ni lông và đặc biệt là những cái vật liệu polymer mà phân hủy nửa chừng ấy thì nó cũng mụn ra, nhưng mà nó còn tạo nên các cái cấu trúc polymer nhỏ, nó làm cho đất nó bị khô cằn lại, tức là nói một cách tóm gọn là nó không thở được. Cho nên đất càng ngày nó càng sa mạc hóa đi và càng ngày nó trở nên là khô cằn đi. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cũng từ một thống kê do báo trong nước đưa ra, mỗi hộ gia đình Việt Nam thường sử dụng 5-7 túi ni lông một ngày, bao gồm cả túi to, nhỏ và những túi siêu nhỏ. Với mật độ dân số của Việt Nam, nếu tính theo cấp số nhân thì có hàng triệu túi ni lông được sử dụng và thải ra môi trường hàng ngày. Vấn đề được lưu ý chính là ý thức của người sử dụng. Người sử dụng ở đây được chúng tôi khoanh vùng là những người buôn bán nhỏ, lẻ ở các khu vực chợ hoặc hàng rong, vỉa hè. Chính bản thân họ cũng nhận biết được sự độc hại của túi ni lông không thân thiện với môi trường. Một người kinh doanh nhỏ ở Sài Gòn cho chúng tôi biết. Thì túi ni lông là đúng tác hại của nó là về lâu về dài, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhiều khi đó bây giờ không có chỗ mà nó là không tiêu hủy được. Trò chuyện với một phụ nữ bán hàng rong khi chị đang dùng túi ni lông để đựng thực phẩm bán cho khách, chị cho biết. Từ những năm trước, nhiều thành phố, tỉnh, thành trong nước đã khởi động chiến dịch kêu gọi nói không với túi ni lông. Năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức ra mắt mô hình điểm phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và bảo vệ môi trường. Năm 2013, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai chương trình hạn chế sử dụng túi ni lông vì môi trường, thay thế bằng túi thân thiện với môi trường trong cuộc sống hàng ngày. Trước đó, thành phố Hội An là nơi thực hiện đầu tiên chiến dịch nói không với túi ni lông. Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề với hai người dân địa phương ở Hội An vào đêm 19 tháng 4 năm 2018, họ cho biết cho đến lúc này, túi ni lông vẫn là vật dụng không thể thiếu trong sinh hoạt của người dân, giữa người mua và người bán. Chính một người dân kinh doanh ở một khu chợ dân sinh xác nhận điều này. Nói chung là cũng đáng báo động. Mình đi mấy siêu thị thì ở đó thì siêu thị thì nó xài cái túi tự hủy được, nhưng mà ở ngoài thị trường thì chắc còn lâu lắm. Tuy rằng nhiều thành phố đã cố gắng khởi động kêu gọi dùng túi ni lông thân thiện với môi trường, nhưng có vẻ như các chiến dịch đã không đạt được kết quả như mong muốn. Tiến sĩ Hồ Sơn Lâm cho biết sản phẩm thay thế, nghĩa là túi ni lông tự phân hủy, chưa thật sự đáp ứng đúng vai trò của nó, mặc dù có nhiều dự án đã được thực hiện. Ở Việt Nam thì cũng có nhiều cái dự án đã được thực hiện để làm về cái túi ni lông. Cho đến nay thì nó vẫn là cái loại gọi là người ta vẫn làm theo cái dạng gọi là các cái polymer mà nó tự phân hủy, nhưng mà nó trộn với nhựa PVC, thì nó cũng chưa phải là phân hủy một cách hoàn toàn thì nó vẫn chưa. Về phía người tiêu dùng lại là một vấn đề khác, nằm ở vấn đề mưu sinh. Người phụ nữ bán hàng rong cho biết những túi ni lông thân thiện với môi trường không thể đáp ứng được bài toán kinh tế của chị. 10.000 mà em dùng cái túi đó thì làm sao đủ bán hàng? Lời đâu bao nhiêu đâu. Tiến sĩ Hồ Sơn Lâm khẳng định giá trị kinh tế chính là một trở ngại để người dân tiếp cận nhiều hơn với sản phẩm túi ni lông tự hủy. Cái giá trị kinh tế thì nó vẫn còn đắt, mà từ vấn đề vẫn nó còn rất đắt. Và cái đó thì không phải chỉ có riêng ở Việt Nam mà trên thế giới nói chung là nó vẫn đắt. Một bất lợi khác của túi ni lông tự hủy làm cho người tiêu dùng không ưu ái với sản phẩm này. Ni lông nó phân hủy để hàng nó rách, rớt hàng người ta này. Để đựng hàng nặng là nhiều là nó bục.
rẻ rách lắm giờ, nên là giờ khách hàng người ta mua người ta cũng không thích bao đó. Cho dù là thế, một sự thật vẫn không thể chối bỏ được, đó là ô nhiễm trắng đang là tiếng kêu cứu của môi trường, một chủ thể mà theo tiến sĩ Hồ Sơn Lâm thì nó bao gồm tất cả những vật thể khác rất gần gũi với cuộc sống của con người.